Mộc Tinh nuốt công chúa. Ngày xưa ngày xưa, tại một khu làng nọ, có hai anh em Kha và Trượt. Mẹ mất sớm, không lâu sau cha cũng qua đời. Hai anh em vất vả sống cùng nhau. Ôi, anh chán lắm rồi đấy, không muốn cố thêm nữa. Đất đai thì khô cằn, làm vất vả thế này bao giờ cho được miếng mà ăn. Anh phải đi tìm vùng đất giàu có để hưởng thụ cuộc sống sung sướng đây. Em có đi cùng anh không? Anh nhất định muốn xa quê hương vậy sao? Bao lâu nay dù nghèo khó, nhưng là nơi đây vẫn sống được mà anh. Giờ cha mất rồi, chúng ta có hai anh em phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Nếu anh đi, em sẽ đi cùng anh. Vừa lạnh lại vừa mệt, cứ thế này chắc chúng ta không đi nổi đâu anh. Hay là mình quay về bản đi. Quay về là quay về thế nào? Anh tin chắc những nơi khác sẽ giàu có và sung túc, chứ chẳng nghèo khổ như ở bản ta đâu. Đây em nhìn đi, cha mất chỉ để lại cho chúng ta một con dao cùn, chẳng được tích sự gì. Anh uống nước đi cho đỡ mệt. Dù là vậy nhưng em vẫn thấy mông lung lắm. Chẳng có điều gì chắc chắn rằng có một nơi rất giàu có ngoài những câu chuyện mà cha đã kể. Vậy chi bằng chúng ta cứ ở lại bản đốn củi làm nương sống qua ngày đi. Đừng có bà lải nhải nữa, chúng ta vẫn sẽ đi tìm một vùng đất mới giàu có. Khi ấy chúng ta sẽ chẳng cần làm gì mà vẫn được sống sung sướng. Giờ chỉ còn lại ngần này cơm thôi. Nếu cứ để chú ấy đi cùng, chỗ cơm này sẽ phải san sẻ cho hai người. Thế thì làm sao mà đủ đường cho tới khi tìm ra vùng đất giàu có chứ. Anh xem kìa, làm thế nào mà khúc gỗ cứ lơ lửng vậy mà không rơi? Chắc khúc gỗ này chính là nơi ngăn cách giữa nơi giàu có và nơi nghèo khổ. Qua bên kia khúc gỗ chính là vùng đất giàu có đó. Sao anh cứ mãi tin vào điều viển vông ấy? Chính điều đó đã làm cho anh mờ mắt rồi. Em chỉ mong đến vùng đất mới anh em ta có việc để làm thôi. Em đau bụng quá. Anh chờ em một chút nha. Chắc là do em uống nhiều nước suối quá đấy. Kỳ lạ thay, khi người anh muốn bước qua thì khúc gỗ ấy bất chợt vọt lên cao. Khi người anh muốn chui qua thì khúc gỗ lại đột ngột sập xuống đất. Em ổn rồi. Chúng ta đi thôi anh. Em chui qua trước đi. Em chui phía dưới đó. Cho chú ấy bẹp xuống đó. Mình vừa qua được đường, hãy đỡ một người ăn chỗ cơm còn lại. Đi theo chẳng được cái tích sự gì. Anh ơi cứu em ơi. Anh ơi cứu em. Anh bỏ em lại một mình mà anh ơi. Anh dừng lại đi. Sao anh ấy lại làm thế chứ? Sao anh lại bỏ mặc mình? Chúng ta chỉ có hai anh em thôi mà. Một quái này lại bắt nạt mọi người nữa rồi. Lần này tao quyết tâm không tha cho ngươi. Chào anh, tôi là công chúa Thủy Tề. Ngang qua đây thấy sự bất bình nên giúp anh. Đây là loài cây có thể chữa lành mọi vết thương và làm cho người chết sống lại. Anh hãy mau ăn nó đi. Anh có cảm thấy trong cơ thể mình dần hết đau không? Ôi, mọi đau đớn trong tôi đã tan biến. Xin đa tạ cô đã cứu mạng cho tôi. Ơn này suốt đời tôi xin ghi nhớ. Thôi, anh hãy cầm chỗ lá cây này và mau đi. Xin đội ơn công chúa Thủy Tề. Ơn này tôi ghi nhớ suốt đời. Nếu có dịp, tôi sẽ báo đáp. Xin cô hãy bảo trọng. Người không ngờ là ta lại hồi phục nhanh đến thế phải không? Giờ ngươi chừa cái tội đó chuyện báo động đi. Ta đến nơi khác hành hành đây, vĩnh biệt ngươi. Thả ta ra! Thả ta ra! Thả ra!
Người anh sau khi bỏ em ra đi thì chợt nhận ra rằng chẳng có mảnh đất nào có toàn người giàu có. Anh ta thất thiểu quay trở lại tìm em. Khúc gỗ quái quỷ ấy đâu rồi? Chú ấy cũng biến mất đâu rồi? Có ai không? Cứu tôi với! Chờ một chút, tôi đang cố gắng đây. Một cô gái xinh đẹp. Cảm ơn anh đã cứu mạng tôi. Tôi chính là công chúa Thủy Tề, bị con mộc quái nhốt vào đây. Giờ anh muốn gì? Tôi xin đền đáp. Tôi nghĩ thủy cung của tôi không thiếu thứ gì, có thể đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Trời ơi, đúng là ta một bước đổi đời rồi. Gặp ngay được công chúa Thủy Tề. Chẳng phải là nếu ta có được cô ấy thì sẽ có được toàn bộ kho báu với thủy cung hay sao? Từ khi cô bước ra từ hốc cây là ta biết ta đã say đắm trước vẻ đẹp của cô. Nếu cô không từ chối, có thể cho ta kết duyên cùng cô không? Anh chỉ là thích sắc đẹp của tôi. Vậy nếu sau này gặp một người con gái xinh đẹp hơn thì anh có bỏ tôi không? Ôi, không không, không bao giờ tôi thay lòng đổi dạ đâu. Cô hãy tin tôi. Được, tôi đã nói là chấp thuận mọi đề nghị của anh. Tôi phải giữ chữ tín. Anh hãy chờ tôi một lát, tôi về xin phép cha rồi đón anh xuống thủy cung. Nhưng tôi nói trước, nếu anh phản bội công chúa thủy cung, anh sẽ phải chịu hình phạt rất khủng khiếp đó. Được được, tôi chấp nhận mà. Sao mà cô ta đi lâu thế? Ôi, lại là một cô gái xinh đẹp. Xinh đẹp gấp bội phần công chúa Thủy Tề. Tôi là tiên nữ trên trời. Từ trên cao tôi đã được thấy hết mọi chuyện và biết anh vẫn đang chờ cô gái ấy. Tôi rất quý điều đó. Chi bằng anh có muốn theo tôi? Không không, tôi đã đồng ý xuống thủy cung sống cuộc đời sung sướng rồi. Anh thật là ngốc nghếch. Anh là người trần sống dưới nước sao được chứ? Ở trên trời anh cũng sẽ hưởng vinh hoa phú quý mà. Phải rồi, đâu cũng là nơi giàu có và sung sướng. Sống ở trên trời chẳng phải vẫn hơn ở dưới nước sao? Vậy thì cho tôi lên trốn tiên cùng cô đi. Cô là... Ta đã nhận ra sự tham lam và tráo trở của ngươi ngay từ đầu. Chỉ là ta muốn xác nhận lại điều đó thêm một lần nữa, và đúng như những gì ta đã thấy. Khi trở về thủy cung, xem lại tấm gương ký ức về ngươi, ta còn biết ngươi đã thật độc ác khi hại người em của mình. Một kẻ như ngươi sẽ phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Đừng đừng, xin hãy tha cho ta đi. Công chúa Thủy Tề đã trừng phạt người anh bằng việc biến anh ta thành con chậu chàng. Trượt, 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 trượt. Người em sau khi có nắm lá cứu người đã cứu sống con gái của một trưởng giả giàu có và kết thành vợ chồng. Nhớ thương anh trai của mình, cả hai vợ chồng đi tìm người anh khắp nơi mà vẫn không thấy. Cuối cùng, được công chúa Thủy Tề báo tin, họ đã tìm về khu rừng. Anh ơi, em đã đi tìm anh ở khắp nơi, ngờ đâu anh lại đến nông nỗi này. Vậy là cuối cùng người em đã được hưởng một cuộc đời hạnh phúc, còn người anh tham lam và độc ác đã biến thành con chậu chàng. Vì cảm thấy vô cùng có lỗi và day dứt vì những điều mình đã làm, sau này loài chậu chàng luôn cất tiếng kêu gọi tên người em. Trượt, trượt là vì thế. Trôi trên biển. Trời ơi, sóng thần, sóng thần. Trời ơi, chuyện gì thế này? Sóng mạnh quá, đánh mọi thứ đi hết rồi. Trời ơi,
Vậy là bao nhiêu cá của tôi cũng đã mất cả. Thôi chết, làm sao bây giờ? Ngay cả tấm lưới cũng bị nước cuốn đi mất rồi. Tôi cũng vậy, lưới của tôi cũng chẳng còn. Chẳng biết những người khác trôi dạt hết về đâu rồi. Làm sao chúng ta có thể trở về đất liền được đây? Thượng đế ơi, xin hãy cứu chúng con. Nước biển mênh mông thế này, không có gì để ăn, cũng không có lưới để đánh cá. Chúng con sẽ chết mất. Hãy nín đi, rồi ta sẽ tìm cách giúp các ngươi. Ôi, Thượng đế linh thiêng, xin hãy giúp chúng con với. Chúng con xin ngàn lần đội ơn ngài. Giờ ta sẽ cho hai ngươi một tấm lưới và một con cá lớn. Trong hai thứ ấy, các ngươi tự chia với nhau. Lấy cá hoặc lấy lưới, tùy các ngươi lựa chọn. Sao ạ? Tự chia ư? Lấy cá thì không lấy lưới, lấy lưới thì không lấy cá. Giờ chỉ cần có cái ăn, lấy sức rồi chèo trở về đất liền thôi. Chứ lấy lưới làm gì nữa? Dạ thưa Thượng đế, con xin chọn con cá ạ. Anh ta chọn cá, chắc gì đã hay. Nhỡ ăn hết cá rồi mà vẫn chưa tìm thấy đường về đất liền thì chẳng phải vẫn chết đói sao? Có tấm lưới, chịu khó đói một chút, nhưng tới khi bắt được cá rồi thì mới có cơ hội sống sót mà về đất liền chứ. Dạ thưa Thượng đế, còn con xin chọn tấm lưới ạ. Được, hãy đón lấy nhé. Ôi, sống rồi, đói quá, từ hôm qua tới giờ chưa có gì bỏ bụng. Con xin cảm ơn Thượng đế, người đã cứu sống con rồi. Ta đã làm những gì có thể. Giờ sống hay chết là việc của hai ngươi. Ngon quá, có ít thức ăn vào bụng, còn lấy sức mà chèo vào bờ chứ. Có tấm lưới thì yên tâm rồi. Ta sẽ kéo lưới kiếm cá, rồi tính chuyện về đất liền sau. Thôi, chào ông bạn nhé. Mình chèo thẳng vào bờ đây. Ông bạn chịu khó thả lưới rồi về sau nhé. Kệ xác anh ta. Ôi, chèo cả một ngày trời, mỏi rã cả tay ra mà vẫn chưa nhìn thấy đất liền đâu cả. Sóng đánh thuyền của mình đi tận đâu thế này? Ôi, ôi. Ôi trời ơi, giá mà có thêm người giúp một tay thì mình đã bắt được con cá lớn rồi không? Biết thế này, mình hợp sức với anh ta thì đâu đến nỗi này chứ. Đói quá, khát quá, mình chết mất. Ôi, sắp tới đất liền rồi, nhưng mình không còn sức nữa. Thượng đế ơi, xin hãy ban cho con thêm một con cá nữa, để con có đủ sức chèo vào tới đất liền. Con xin người hãy cứu giúp con một lần nữa. Cả hai ngươi thật đáng thương. Ta đã ban cho cả hai cơ hội để sống sót mà các ngươi lại không biết tận dụng. Chỉ chăm chăm biết bản thân mình, không biết đoàn kết cùng vượt qua thì chỉ nhận lại kết cục thất bại mà thôi. Tại sao hai ngươi không cùng ăn chung con cá lấy sức, rồi cùng nhau hợp sức kéo lưới chứ? Giờ thì rất tiếc, ta không thể giúp được nữa rồi. Trời ơi! Tình bạn của gà và vịt. Cậu gà đã dậy chưa? Ồ, cậu vịt đấy à, tôi cũng vừa dậy thôi. Chúng ta cùng ra bờ sông kiếm ăn đi. Nghe nói hôm nay ở đó có nhiều thức ăn lắm, phải đi sớm, không người khác ăn hết. Ồ, thế thì đi thôi. Cảm ơn cậu vịt nhé, nhờ cậu mà hôm nay được bữa no quá. Có gì đâu, chúng ta là bạn tốt mà, sướng khổ phải có nhau chứ.
nhất định là thế rồi. Mưa to suốt mấy ngày, bờ bên này ngập hết rồi, chẳng còn cái gì ăn cả. Hai, cũng may là vẫn còn một ít tôm cá dưới nước, nếu không mình cũng chả có gì ăn. Cậu bơi được chứ mình đâu có bơi được. Ừ nhỉ. Nhưng cậu đừng lo, những ngày này mình sẽ kiếm mồi mang về cho cậu. Ôi, cảm ơn cậu. Sao nước vẫn chưa rút nhỉ? Vịt ơi, những ngày qua, hôm nào cậu cũng phải bớt phần mồi để nuôi mình. Vừa thế mãi thì cậu sẽ ốm mất. Hay là để mình sang bờ bên kia, nước không ngập, chắc chắn mình sẽ tìm được rất nhiều thức ăn. Phải rồi, sang đó cậu tha hồ tìm thức ăn. Tuyệt quá, vậy chúng ta đi thôi. Nhưng mà mình không biết bơi, làm sao mà qua sông được? Ừ nhỉ? Đúng rồi, mình biết bơi mà. Mình sẽ cõng cậu sang bên kia sông. Thật vậy sao? Nhưng như thế có phiền cậu quá không? Úi dào, chúng ta là bạn tốt mà, giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường tình thôi. Chỉ tại nước sông mãi không chịu rút mà mình thì vô dụng. Chỉ là thời gian thôi mà, cậu không phải ngại đâu. Cảm ơn cậu, cậu đúng là một người bạn tốt. Sao nước sông mãi vẫn chưa rút nhỉ? Nào, để mình cõng cậu qua sông. Để cậu cõng mình mãi thế này, mình cũng ngại lắm. Ui dào, lắm chuyện, có gì mà ngại chứ. Sang bên đó, cậu cũng tự kiếm ăn mà. Nhưng nếu nước sông không bao giờ rút thì sao? Cậu có cõng mình cả đời được không? Mình làm được, kể cả là suốt đời. Chúng ta đã hứa là sống chết có nhau mà. Cậu cứ tin ở mình không bao giờ bỏ rơi cậu. Vịt à, cậu tốt với mình quá, mình biết lấy gì đền đáp đây. Thôi nào, chúng ta là bạn mà, giúp nhau đâu cần đền đáp chứ. Nín đi, chúng ta đi kiếm ăn thôi. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Đi thôi, còn chần chừ gì nữa. Tôi nghĩ ra rồi, chuyện gì thế? Cậu bơi lội cả ngày nên lông cánh lạnh lắm. Mà cậu còn chẳng có một căn nhà tử tế. Thế nên từ nay tôi sẽ nhường cái ổ rơm ấm áp của tôi cho cậu. Ơ, như thế thì vất vả cho bạn quá. Không, cậu nhất định phải đồng ý. Chuyện đó có đáng gì so với việc cậu làm cho tôi. Nếu cậu từ chối, tôi sẽ nhảy xuống sông ngay. Ấy ấy, đừng làm bừa, tôi đồng ý mà. Phải thế chứ. Lời cảm ơn muộn màng. Thôi chết, đã nửa chiều rồi, phải đi thôi. Không biết túi vải của ai bỏ quên. Nhớ có người tham lấy mất thì tội nghiệp cho người mất của lắm. Thôi, cứ mang về nhà rồi viết mảnh giấy để người mất biết mà tìm. Đây là đồ người ta bỏ quên trong miếu. Mình xem trong túi có gì. Mai mốt có người đến nhận
đúng rồi thì trả lại cho người ta. Ôi, vàng, nhiều vàng quá ông này. Ừ, nhưng vàng này là của người ta, bà chớ có đụng tay vào. Mình an tâm, tôi hiểu chứ. Cụ ơi, cụ có thấy cái túi ở đây không? Túi nào? Thì cái túi hành lý tôi để quên hồi trưa trong miếu này. Quả thật, lâu không thấy túi đồ anh nói. Khổ thân tôi, thế là tôi mất hết cả sản nghiệp dành dụm từ hơn 10 năm nay. Bao nhiêu công lao trôi sông trôi biển cả rồi, khổ thân tôi chứ. Tôi thì không thấy cái túi, nhưng mà có mảnh giấy của ai đó dán ở đây. Có lẽ để lại cho anh đây. May quá, cảm ơn cụ. Phải đến xin chuộc lại cái túi. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Tôi là người bỏ quên túi vải trong miếu trưa nay. Nghe nói... Ồ, nếu đó là của bác thì bác phải nói xem túi đồ của bác như thế nào. Trong đựng những gì? Đó là túi vải. Trong đựng một ít lương khô đi đường. Thế thì không phải túi của bác. Thú thật với bác, cũng còn một số vàng trong một gói vải khác màu đỏ. Xin bác hãy đợi một chút. Quả thật đó là túi đồ của bác rồi. Xin mời bác nhận lại. Ôi, thật là tôi lại tìm thấy nó sao? Cảm ơn anh rất nhiều. Vàng của tôi kể như đã mất, mai sau lại gặp tấm lòng quý của bác. Tôi xin biếu bác một nửa, để tỏ lòng thành thật biết ơn. Ấy chết, trả lại đồ vật không phải của mình, chỉ là một việc bình thường. Có ơn gì đâu mà đền. Bác đã làm một việc thiện, được đền ơn là đúng lẽ đời mà bác. Đã làm việc thiện đừng nghĩ đến ơn nghĩa. Đạo lý xưa nay vẫn dạy như vậy. Thôi, xin bác cứ vui lòng nhận lại, đừng làm thế. Bác phải lao tâm khổ tứ làm lụng bao nhiêu ngày mới có được chút của ấy. Đâu phải bỗng dưng từ trên trời rơi xuống mà có được. Bác khỏi ái nái làm gì, bác có cho có biếu tôi cũng xin không nhận lại đâu. Phàm có tiền dễ quá, người ta dễ trở nên hư đốn. Bác thông cảm giúp. Tấm lòng bác thật là tấm lòng của tiên, của Phật. Xin ngàn lần cảm ơn bác. Bà cụ bán rau. Mua thịt đi chị ơi. Thịt bò tôi mới mổ đây. Thịt lợn sạch đây thím Bảy ơi, mua giúp cháu mấy lạng đi. Đi đi cho người khác đi với chứ, tắt hết đường bây giờ. Trời ơi cụ ơi, tránh ra cho cháu nhờ. Có cái đường bé tí mà cụ cứ ngông nghênh ở giữa đường thế thì tắt đường đến trưa mất. Vâng, xin lỗi cô, tôi đi ngay đây ạ. Sáng sớm ra ai cũng vội, chẳng biết ý gì cả. Bà lão bán rau tội nghiệp quá. Bà ơi, bán cho cháu 2 mớ rau. Vâng ạ. Cô mua đi. Đây, của cô 5.000. Bà ơi, bà không cần trả tiền thừa đâu ạ. Ấy không, tôi chỉ lấy đúng 5.000 mà thôi. Vậy bà ơi, con vội đi làm, con gửi bà giữ giúp, trưa con đi làm về qua lấy được không ạ? Vâng, được chứ. Cô cứ gửi lại đây, tôi giữ cho. Ngày nào tôi cũng ngồi chỗ này tới trưa muộn mới về, cô đừng lo. Vâng ạ, con cảm ơn bà nhiều lắm. Tội nghiệp bà cụ, già rồi mà còn phải bươn chải. Ăn gì nào chị ơi? Bò tươi ngon lắm đây. Quái lạ, con bé kia ở đâu ra vậy nhỉ? Bà cụ bán rau mọi khi đâu rồi?
ngày nào mình cũng thấy bà ngồi đấy cơ mà. À, phải rồi, cái nón nó đang đội chẳng phải là của bà cụ đấy sao? Không lẽ nó là cháu của bà cụ? Cô bé, bán cho cô nốt 2 mớ rau muống nhé. Ừ, dạ, rau cháu không bán đâu cô ạ. À, sao vậy? Mang rau ra chợ mà lại không bán thì để làm gì? Dạ, cháu mang giúp bà cháu để chờ người đến lấy thôi ạ. À, người ta đã trả tiền mua rồi cô ơi. Ơ, vậy là cháu có phải là cháu của bà cụ vẫn ngồi bán rau hàng ngày ở đây không? Ừ, dạ vâng ạ. À, cô cũng biết bà cháu đấy ư? Bà cháu ngày nào cũng ngồi bán rau ở đây hết. Nhưng mà hôm nay bà cháu bị ốm rồi. Sao? Mới hôm qua cô còn thấy bà cháu đi chợ mà. Vâng, chiều qua mưa lớn, mãi mà cháu không thấy bà đi chợ về. Đến muộn bà về thì người ướt sũng, rét run. Bà bảo chờ mãi không thấy người gửi 2 mớ rau muống bằng sáng tới lấy, nên bà không dám về. Vậy nên sáng nay bà bảo cháu mang 2 mớ rau ra chợ, biết đâu cô ấy quay lại lấy. Bà dặn cháu cố gắng chờ bằng được người ta để trả. Đã nhận tiền của người ta rồi, 1 đồng cũng không được lấy. Trời ơi, sao bà lại ngồi chờ cháu chứ? Mưa gió như thế. Ơ, thì ra cô là người hôm qua gửi rau đấy ạ. À, may quá, vậy cô cầm giúp cháu 2 mớ rau nhé. Cháu phải về nấu cháo cho bà cháu đây. Bà ơi, tại cháu. Này bé ơi, chờ cô về thăm bà với. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.